Lệnh trừng phạt có hiệu lực, Nga chính thức công nhận giảm một nửa doanh thu từ dầu khí. Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ thị tìm lực lượng hỗ trợ cho mặt trận Bakhmut. Các kênh Telegram của Nga lo sợ tên lửa mới của Ukraine. Cây cầu Crimea nằm trong khu vực bị nhắm tới. Để tránh tổn thất xe bọc thép, Nga buộc phải dùng tới xe tăng cổ T-62. Quân đội Ukraine chia mũi tiến công, thành công chiếm lại đưa con đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Bakhmut. Hàng trăm binh sĩ Nga có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào Melitopol. Vâng và tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Uyên My xin được chào mừng quý vị đã đến với chương trình tin nóng trên kênh HTD News. Lệnh trừng phạt có hiệu lực, Nga chính thức công nhận giảm một nửa doanh thu từ dầu khí. Kính thưa quý vị, khối lượng chi ngân sách liên bang của Nga trong tháng 1, tháng 2 năm 2023 đã vượt 52% so với các chỉ số của cùng kỳ năm trước trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt lớn chống Nga được đưa ra để đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Doanh thu từ dầu khí của kẻ xâm lược từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 đã giảm 46%, xuống còn 947 tỷ rúp. Vâng, thưa quý vị, theo tuyên bố của Bộ Tài chính nước xâm lược, việc giảm doanh thu từ dầu khí có liên quan đến việc giảm báo giá dầu Uran và giảm khối lượng xuất khẩu khí đốt các lệnh trừng phạt và xung đột với phương Tây khiến nguồn thu từ dầu khí trong tháng 1 của Nga giảm mạnh, từ đó kéo theo thâm hụt ngân sách lên cao. Bộ Tài chính Nga vào hôm 6 tháng 2 thông báo thu thuế từ dầu mỏ, khí đốt giảm 46% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi cho chiến dịch quân sự tại Ukraine tăng 59%. Việc này khiến ngân sách Nga thâm hụt 1.760 tỷ rút, tương đương với 25 tỷ đô la Mỹ nguồn thu từ năng lượng của Nga sụt giảm sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hiện tại thì EU đã cấm nhập dầu thô và các sản phẩm từ dầu của Nga bằng đường biển. G7 cũng áp trần giá với các mặt hàng này, giá dầu Urans. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nga hiện thấp hơn đáng kể so với các loại dầu tiêu chuẩn của thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ đưa ra kế hoạch đánh giá diễn biến dầu Nga để bù đắp ảnh hưởng tiêu cực từ các lệnh trừng phạt lên ngân sách. Hiện tại, Bộ Tài chính nước này đang đánh thuế các hãng dầu dựa trên báo cáo giá hàng tháng về dầu Uran của Argus Media. Hãng này tính cả phí vận chuyển và bảo hiểm của các chuyến hàng đến Tây Bắc Âu. Bộ Tài chính Nga cho biết chính phủ đang nghiên cứu chuyển sang các chỉ số theo dõi giá khác để phục vụ mục đích đánh thuế. Hồi đầu tháng 1, giá dầu Uran trung bình là 49,48 đô la Mỹ một thùng, thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Theo Bộ Tài chính Nga, trong khi đó, giá dầu trung bình dầu Brent là 77,8 đô la Mỹ. Việc xuất khẩu khí đốt Nga giảm cũng kéo nguồn thu năng lượng của Nga xuống thấp. Đại gia khí đốt Nga Gazprom đã cắt phần lớn xuất khẩu sang châu Âu, nơi từng là thị trường lớn nhất của họ. Trong một thông báo khác, Bộ Tài chính Nga cho biết đã bán 3,6 tấn vàng và 2,3 tỷ nhân dân tệ từ Quỹ Đầu tư Quốc gia trong tháng 1 để bù đắp thâm hụt. Nga hiện đang bị đóng băng lượng lớn dự trữ ngồi hối ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ thị tìm lực lượng hỗ trợ cho mặt trận Bakhmut. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã chỉ thị quân đội tìm lực lượng để tăng cường phòng thủ cho Bakhmut, thành phố đang bị Nga bao vây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối ngày 6 tháng 3 rằng: "Tôi đã yêu cầu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang tìm lực lượng thích hợp để giúp đỡ những người ở Bakhmut." Thưa quý vị, theo tổng thống Ukraine tại cuộc họp với các quan chức ngân sự hàng đầu trước đó cùng ngày, ông đã hỏi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và tư lệnh phòng tuyến miền đông Ukraine Oleksandr Siskii về đề xuất của họ đối với tình hình ở Bakhmut ông cho hay cả hai tướng đều trả lời cùng lực lượng chúng tôi sẽ không rút lui mà tăng cường hệ thống phòng thủ cũng có hơn nữa các vị trí ở Bakhmut. Trợ lý tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cũng nói rằng có sự đồng thuận trong quân đội về việc cần thiết phải tiếp tục bảo vệ thành phố. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng nga kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị như Ukraine tại vùng Donbass, kiểm soát Bakhmut Mút, cho phép quân đội Nga tạo băng đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Moscow và Kiev đều chịu thực hại nặng sau 7 tháng giao tranh. Một quan chức của NATO mới đây cho biết, tổn thất quân đội Nga gấp 5 lần Ukraine ở Bakhmut. Phát biểu trong chuyến thăm Jordan hôm ngày 5 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Eloy Austin cho rằng Bakhmut đang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động. Chiến thắng ở đây không đồng nghĩa Nga có thể thay đổi cục diện chiến sự. Austin không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ hay không. Nhưng theo ông, sẽ là thất bại chiến lược nếu lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut. Các kênh Telegram của Nga lo sợ tên lửa mới của Ukraine cây cầu Crimea nằm trong khu vực bị nhắm tới. Các kênh Telegram của Nga Repar và Voenny Kroniki viết rằng, vào ngày 5 tháng 3, lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể tấn công một căn cứ không quân ở Crimea bằng tên lửa Kram-2 từ khu vực Odessa. Theo họ, Ukraine lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí này để chống lại quân đội Nga. Tên lửa mới có khả năng bắn trúng mục tiêu trong bán kính lên tới 500 km, Điều đó có nghĩa là lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắn từ lãnh thổ của mình, thậm chí đến cây cầu Crimea. Cây cầu quan trọng đối với những kẻ xâm lược. Thưa quý vị, kênh Telegram TAPOV Online đã công bố bức ảnh miệng hố bom từ vụ nổ gần căn cứ không quân gần Simferopol, cho thấy cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái Tu-141 switch của Liên Xô. Tuy nhiên, các tác giả của kênh Telegram Driba và Voenia Kroniki chuyên đưa tin về chiến tranh viết rằng công suất của Swiss không đủ để lại một lỗ hồng ấn tượng như vậy. Họ cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể đã sử dụng Chrome 2 bằng cách phóng tên lửa từ khu vực làng Tuzla, khoảng cách đến địa điểm vụ nổ là 320 km. Nhà phân tích Osin và cựu quân nhân Hoa Kỳ Henry Scottman nói rằng, còn quá sớm để đưa ra kết luận như vậy. Các chuyên gia vẫn chưa có xác nhận rằng Grom-2 đã được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine hay chưa. Tuy nhiên, được biết quân đội Ukraine có tên lửa chống hạm với tầm bắn lên tới 300 km. Quân đội có thể sử dụng chúng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất. Trước đó, thì chuyên gia quân sự Roman Svitan đã nói về vũ khí nội địa của Ukraine có khả năng phá hủy cả cây cầu Crimea còn lãnh đạo PMC Wagner Prigozhin đã quay một đoạn video với lời kêu gọi chính quyền Nga, cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ quét sạch các đơn vị của quân đội chiếm đóng, giống như một chiếc lò xo bị giãn. Ông không loại trừ khả năng những người chiếm đóng sẽ bị ném ra ngoài biên giới Crimea. Trong khi đó, nhà báo Dmitry Gordon bày tỏ quan điểm rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giải phóng Crimea nhưng cây cầu Ketch nơi quân xâm lược tiếp nhận đạn dược và vũ khí sẽ bị phá hủy. Để tránh tổn thất xe bọc thép, Nga buộc phải dùng tới xe tăng cổ T-62. Đứng trước lo ngại tổn thất nặng nề, Nga buộc phải trang bị xe tăng cổ cho đội quân chiến đấu tinh nhuệ của mình. Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, để giảm những tổn thất về xe bọc thép quân Nga buộc phải dùng tới những chiếc xe tăng cổ T-62, vốn đã hơn 60 năm tuổi ra chiến đấu trên tiền tuyến ở Ukraine. Thưa quý vị, theo bộ này, lực lượng lục quân Nga, một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ bậc nhất của Nga, vốn phải được trang bị loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Amata với tính năng gồm hỏa lực mạnh, khả năng phòng vệ tốt và tính cơ động cao. Tuy nhiên, theo các nguồn tình báo, vì các lo ngại liên quan vấn đề thiệt hại siêu tăng T-14 Amata, Nga buộc phải trang bị xe tăng T-62, được sản xuất từ những năm 1960, cho lực lượng lục quân Nga. Theo đó, xe tăng này có thể khiến quân Nga gặp phải bất lợi nghiêm trọng nếu đối đầu trực diện với đội xe tăng của Ukraine. Vì T-62 có hệ thống cảm biến, hỏa lực và giáp kém hơn so với các xe tăng của quân Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây sẽ là lỗ hổng lớn đối với khả năng chiến đấu của quân Nga trên chiến trường. Theo số liệu công bố từ chuyên trang phân tích quốc phòng Ores, tính từ thời điểm Nga phát động cuộc xâm lược tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, các sư đoàn hùng mạnh của nước này đã tổn hại ít nhất là 1.700 xe tăng. Giới quan sát nói với Business Insider rằng một trong những nguyên nhân khiến Nga chịu nhiều thiệt hại về xe tăng chính là do lính Moscow không biết dùng xe tăng của mình đúng cách. Quân đội Ukraine chuyển mũi tiến công, thành công chiếm lại được con đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Bakhmut. Ukraine đã lập 4 nhóm tiến công để ngăn chặn lực lượng Nga, quyết bảo vệ thành trì Bakhmut đến cùng. Zevgeny Prakosin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, đã thông báo rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã thành lập một số nhóm, một nhóm ở Slavian, lữ đoàn 67, nhóm thứ hai ở Severus, lữ đoàn 81 và 66, một nhóm ở Tashshar và một nhóm khác ở Constantineovka. Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng để giành Bakhmut. điều này là hiển nhiên và chúng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến cùng. Ông Prikhochen tuyên bố theo ông Prigozhin, lực lượng Nga đang bao vây thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ông cũng cho biết, hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đang kháng cự quyết liệt ở Bakhmut. Trong ngày 5 tháng 6, lực lượng Ukraine tuyên bố đã kiểm soát tuyến đường quan trọng hướng tới Bakhmut. Tuyên bố có liên quan được đưa ra bởi phó chỉ huy tiểu đoàn Slovodoba, trung úy vệ binh quốc gia Volodymyr Nazarenko trong một bài bình luận cho CNN. Một phóng viên của Ukraine Forum đưa tin, Ông Nazarenko nói các lực lượng vũ trang Ukraine đang nắm giữ đường cao tốc Bakhmut-Kostiantynivka, nó khá ổn định. Tình hình xung quanh Bakhmut cũng như vùng ngoại ô của nó giống như địa ngục, cũng như trên toàn bộ mặt trận phía đông. Theo cách nói của ông, đường cao tốc Bakhmut-Kostiantynivka là một tuyến đường quan trọng để tiếp tế vào thành phố. Theo ông Nazarenko, không có sự thay đổi chiến thuật nào từ phía Ukraine và quân đội Ukraine đang giữ thế phòng ngự. Nazarenko lưu ý kẻ thù đang tìm kiếm những điểm yếu, cố gắng đánh lạc hướng lực lượng chúng ta bằng cách chiến đấu, trúc quân dự bị của chúng ta, cố gắng kết hợp các phương pháp và chiến thuật khác nhau. Tuy nhiên, họ đã thất bại. Nazarenko bác bỏ suy đoán ngày càng tăng về khả năng Ukraine rút quân khỏi thành phố. Ông Nazarenko nói thêm, không có rút quân, ngược lại một số lực lượng dự bị mới đang tiến về để củng cố lực lượng phòng thủ toàn bộ khu vực chiến đấu đang bị pháo kích hỗn loạn nhưng có mối liên hệ với thành phố. Có những tuyến đường không bị cắt đứt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 6 tháng 3 thông báo, ông đã chỉ thị quân đội củng cố các vị trí bên trong thành phố Bakhmut trong bối cảnh khu vực này đang bị Nga bao vây. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các chỉ huy quân sự. Ông Zelensky nói, Tôi đã yêu cầu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang tìm lực lượng phù hợp để hỗ trợ lực lượng ở Bakhmut. Không phần lãnh thổ nào của Ukraine có thể bị bỏ mặt. Ông Zelensky dường như cũng giải thích những tình đồn về việc Ukraine rút quân khỏi thành phố Bakhmut, gọi những tình đồn đó là thông tin sai lệch từ những người không có quyền tham gia vào cuộc họp kín về việc ra quyết định. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ bảo vệ từng đất đất của mình. Chúng ta đang bảo vệ và sẽ tiếp tục bảo vệ từng phần lãnh thổ của Ukraine. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ giải phóng mọi thành phố và làng mạc trên đất nước của chúng ta. Theo tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky và các chỉ huy quân sự cấp cao đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut. Tuyên bố cũng cho biết rằng Họ nói sẽ ủng hộ việc tiếp tục hoạt động phòng thủ và tăng cường hơn nữa các vị trí của chúng ta ở Bakhmut. Các cuộc giao tranh giành kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk đã kéo dài suốt 8 tháng qua và khiến hai bên hao tổn nguồn lực khổng lồ. Đây là mặt trận duy nhất Nga đạt được bước tiến lớn kể từ mùa hè năm ngoái. Hàng trăm binh sĩ Nga có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào Melitopol. Thị trưởng Lưu Vong của Melitopol, Ivan Fedorov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên TV vào ngày 6 tháng 3 rằng hai vụ nổ mạnh đã được nghe thấy ở phía bắc của thành phố Melitopol bị chiếm đóng ở tỉnh Zaporiyia, có thể giết chết hàng trăm binh sĩ Nga đóng trong thành phố. Thưa quý vị, Fedorov nói tại Melitopol bị chiếm đóng, người ta nghe thấy những tiếng nổ mạnh, hai căn cứ của kẻ thù đã bị phá hủy. Theo thị trường. Thiệt hại của Nga do cuộc tấn công lên tới hàng trăm người, nhưng Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn. Fedorov cũng nói, hôm qua là một ngày cuối tuần địa ngục với họ, giống như cả tuần địa ngục vừa qua. Thành phố Melitopol với dân số trước chiến tranh là 150.000 người đã bị chiếm đóng vào ngày 26 tháng 2 năm ngoái, chỉ hai ngày sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện với Nga. Kể từ tháng 11 năm ngoái, các binh sĩ Nga đến từ các khu vực mới được giải phóng của Kherson Oblast và thành phố Tomat ở Zaboria Oblast đã biến Melitopol thành một căn cứ quân sự. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.ptv.com. Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.